Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều thành phố khác trong cả nước, sự kiện Giờ Trái Đất năm 2017 diễn ra vào tối hôm qua 25 tháng 3 tại thành phố Đà Lạt đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Khách sạn Đà Lạt Plaza, một trong những khách sạn lớn tại thành phố Đà Lạt, sự kiện Giờ Trái Đất hàng năm được đơn vị hưởng ứng rất tích cực. Theo đại diện khách sạn Plaza thì việc tắt các thiết bị điện, nhất là hệ thống đèn chiếu sáng tại những khu vực không cần thiết, được khách sạn này thực hiện thường xuyên. Hoạt động này không chỉ gói gọn trong khung giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất diễn ra từ 20:30 đến 21:30 ngày 25 tháng 3 hàng năm, mà còn ở những thời điểm khác. Đây là một chương trình rất là có ý nghĩa, riêng không phải của khách sạn mình, với tất cả các khách sạn trên thành phố, nhằm tiết kiệm được năng lượng, giảm biến đổi khí hậu. Và rất năm nào thì cũng bên khách sạn mình cũng thực hiện ấy. Mình thấy rất là bổ ích và tốt cho môi trường cũng như là giảm được năng lượng sau này. Và em cũng mong muốn các khách sạn, các doanh nghiệp và nếu mà nhà dân thực hiện được cũng là rất tốt. Chỉ trong vòng một tiếng thôi nhưng mà sẽ tiết kiệm rất nhiều lượng năng lượng cho nhân loại cũng như là bảo vệ môi trường. Không chỉ ở khách sạn này mà nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân, hộ gia đình ở Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung đã tích cực hưởng ứng sự kiện hết sức ý nghĩa này, cùng với hơn 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay với chủ đề Tắt Điện Bật Tương Lai nhằm kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp bằng những hành động nhỏ thiết thực để tiết kiệm nguồn năng lượng cũng như ứng phó với các yếu tố khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia. Điều này đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của đông đảo cộng đồng. Không phải chỉ những cái khách sạn, những cái cơ sở tụ điểm lớn mà chúng ta tắt, và mình nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội tốt hơn á, thì là hãy làm những cái chính sách mà để cho nhà nhà cùng tắt, ai ai cũng tắt điện hết, chỉ cần một tiếng tắt điện thôi là cả đất nước chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí cho đất nước. Được khởi xướng từ năm 2007 bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, chiến dịch Giờ Trái Đất nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chống biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong một tiếng đồng hồ hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất hôm nay đã tiết kiệm được khoảng 6.000 kW điện thương phẩm. Nhưng quan trọng hơn đó là góp phần nâng cao ý thức của người dân và các tổ chức, đơn vị và cả cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Giải đua xe đạp địa hình quốc tế Đà Lạt Victoria Challenge 2017 do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn xe đạp Mô tô Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Nam MTB Series tổ chức đã bước vào